Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình là DHK đây. Thì hôm nay sẽ cập tiếp theo của Pokemon Ash gây nha mọi người. Thì ok, như cập trước mình đã đánh bại Bạo Kiện và đến cái chỗ này đây. Và để anh coi ở đây là ở đâu nha. Ultra bán, gì Ultra bán con trăm ngàn vậy ra. Mất hồn của Ultra bán trăm ngàn chứ. Theo quy lại mọi người thì Pokepass rồi xong mới có là mấy cái quả cầu mình quả cầu get pass quả cầu nước gì vậy? Trời ba nhỏ gì em này xong rồi mới có mấy quả cầu kia xem có Ultra Pass xong rồi có Mega Pass mấy quả đứng đầu đó. Ok chia ra rất rồi hết hồn đâu nhào ra giùm nội quả cầu chết. Ok đúng rồi, thì giờ mới nhớ là mục đích á, mình đến đây á, là để giúp ông kiến sĩ Okido là đi tìm hiểu về quả cầu GS, một chuyện mà vẫn chưa giải thích được quả cầu chết là quả cầu gì và ổng chưa thể mở quả cầu chết á, làm sao cầu chết để có thể mở cầu chết ra và để phục Pokemon trong quả cầu Z. Đó chính là một điều bí ẩn trong Pokemon mà dường như thì nó chỉ được nhắc đến ở vùng Kanto, vùng Johto và Oganji thôi, qua những vùng khác như là vẫn chưa nghe đến ví dụ mà quả cầu chết, nhưng mà chưa nghe nói gì ở cầu Z luôn, không có nghe gì luôn rồi mọi người. Nó là một như là mặt trái nó bị quên với cầu Z rồi. Thế là các giả của Pokemon này đã quên cái vụ ở cầu Z rồi, không còn nhớ cầu Z nữa. Quỷ Kakashi này mê gái ở lại đây luôn rồi, có thể là các giả đã quên cái vụ mà bắt cầu Z. Kasumi hai đứa này hai đứa nào vậy? Dắt cây sumi đi, đậu xanh. Lại đồ bắt yến nữa. Sao mà có ngày cái thích đi kiếm chuyện vậy? Huyền ra gu ngủ nè, đi biến mất sao rồi. Rồi luôn, coi luôn có chuyện nữa rồi. Rồi sẽ lấy con cầu này đây. Cái gầm rồi, banh luôn, rồi xong luôn. Bugi này có người đi báo. Rồi mất cái cầu luôn rồi. Pokemon gì ra nữa, có ngày con chim thì quạt đá chết chứ, cũng có con nào khác ngoài con chim này hết không? Chim hoài rồi sao đi nè. Hai ông bà già là gì đây? Cảm ơn nha bà già. Cái này gì vậy? Ồ xanh. Ăn hiếp hả? Ba đứa mà ăn hiếp một con Pokemon. Muốn kiếm chuyện đúng không? Được rồi, coi nè. Muốn kiếm chuyện có kiếp, cao kiếp ba đá bay. Hèn nha. Ba đứa mà kiếp một đứa hả?
X2 đồ chơi với 33 đá bay. 3 đá bay là những hàng không cần thiết. Đòn một chết ngắt rồi, xạo. Mình đặt phóng linh kim đồ. Thằng này kênh game đây chứ. Kazin, Kazin hả? Kazi. Cái gì kiên gì á? Kiên quân con này rồi. Ủa nó kêu rồi. Như là Jinji. Kiên quân mắc cân con này rồi. Hàng nãy đang giới thiệu là ở công ty này là sẽ có bốn đứa, quanh bốn đứa đó sau mình sẽ được quấn với thằng mạnh nhất trong bốn đứa đó. Nhưng mà cứ đại hiện dương thì không quấn có nhà địch gì đó. Cái này dù gì nó cũng hay ha, có bốn đứa đại diện như là bốn cái đại hiện dương vậy đó, quấn bốn đứa đó sau sẽ quấn được ngài champion, ngài vô địch. Kính ra phần này cốt truyện nó không có cốt truyện là gì mấy. Cốt truyện nó cũng cứ bình thường. Có đậu xanh con này. Có thì cái dùng chú ám mùi với má. Gì cũng sống được đấy. Ê, hơi đau. Sao có chi đạt giống mạnh mà sao CV đau yếu vậy? Được con một con lắp ra. Đặt kênh làm gì? Đứa kênh thường như đẹp hơn không?
Ok, mất con chim bi bi mà có được con lắp ra thì cũng được. Không phải là lỗ cho lắm. Lắp bu la sư à. Ba chột. Biết bơ luôn. Ơi mọi người, kính gần la bu la sư này là càng là chiêu mạnh hơn mọi người. Không có chiêu nào yếu rồi. Nhưng mà chiêu mạnh nhất của nó chính là chiêu hạ nhiệt độ á. Chưa rất khắc mạnh chứ đó chỉ có năm thôi nhưng mà cứ dùng ao có dùng ao đó trừ khi một môn nào đó tốc độ quá nhanh đi cũng không được rồi. Thì nó mới được thôi thì ok video đó thì cũng là hết rồi ok thì mình xin hẹn mọi người ở những video sau nha mọi người ơi mình dừng lại ở đây thôi nha nếu gì hay cho mình một like một đăng ký kênh và một chia sẻ nha. Ok, hẹn gặp mọi người ở những video sau nha. Bye bye.